Hồng Đào khoe nhan sắc khác lạ, tiết lộ đã có tình yêu mới sau 3 năm ly hôn Quang Minh. Quang Minh liên tục bị nghi ngờ về giới tính sau 3 năm ly hôn, Hồng Đào bất ngờ tiết lộ đã có tình yêu mới, khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng. Sau thời gian dài vắng bóng, Hồng Đào vừa tái xuất màn ảnh với dự án phim được thực hiện tại Thái Lan. Trong loạt ảnh vừa công bố, nữ danh hài gây bất ngờ khi ngày càng trẻ trung, nhan sắc đầy rạng rỡ, tươi tắn. Thậm chí, nhiều khán giả còn cho rằng nghệ sĩ 59 tuổi đã can thiệp sao kéo để điều kéo tuổi thanh xuân trao đổi với 24 giờ, Hồng Đào cho biết thời gian qua cô có tìm hiểu về các công nghệ làm đẹp, trẻ hóa làn da mà không cần phải can thiệp phẫu thuật. Nếu nghệ sĩ luôn quan điểm look better, do look fake. Chỉ cần trở nên đẹp hơn, tươi trẻ hơn so với một chút thôi là rất mãn nguyện rồi. Hồng Đào tâm sự, thực ra, mọi người đã quen với hình ảnh một Hồng Đào luôn tươi trẻ, năng lượng và có phần chặt chém trên sân khấu suốt hơn 30 năm qua rồi. Ngay cả trên mạng xã hội, tôi cũng luôn đăng bài những hình ảnh thật tích cực nhất đến với khán giả. Tuy nhiên, ai cũng có những thăng trầm trong cuộc sống. Và tôi cũng vậy, nhiều khi mình cảm thấy không thể nào vượt qua được nhưng cũng không chia sẻ được với ai. Thời gian qua, không đau hạnh phúc khi được về Việt Nam thăm gia đình, bạn bè. Cô cho biết rất nhiều công việc bị trì hoãn, thậm chí không thể gặp con suốt 2 năm vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Thời gian ở một mình khiến tôi bị stress, dẫn mất đi các thói quen sinh hoạt điều độ và ít chăm sóc bản thân hơn trước. Tôi thấy rõ sự xuống dốc của sức khỏe cũng như sắc đẹp làn da bắt đầu đen sạm và nhiều nếp nhăn hơn trước thậm chí sau dịch nhiều bạn bè gặp tôi và thúc lên sao dạo này da sạm và già đi nhiều thế là một người phụ nữ tôi cũng cảm thấy rất buồn khi nghe thấy vậy còn việc quay trở lại Việt Nam vừa là để hoạt động những dự án mới vừa là cơ hội để mình được nghỉ ngơi giảm stress Hồng Đào bày tỏ bất ngờ hơn Hồng Đào còn bày tỏ đã có mối Bất ngờ hơn, Hồng Đào còn bày tỏ đã có tình yêu mới nhưng không phải tình yêu nam nữ mà là tình yêu thương bản thân. Ở tuổi U60, nữ danh hài dành sự quan tâm cho sức khỏe và làm đẹp vì theo cô là tài sản lớn nhất của con người. Trước đó, Hồng Đào có tiết lộ về cuộc sống độc thân của mình hiện tại. Cô tiết lộ nhận được nhiều lời mai mốn từ người thân, bạn bè xung quanh mình. Tôi có được cái số các cụ yêu thích. Một bà bác có con trai 62 tuổi mà chưa có đi vợ nào muốn làm mai cho tôi mà vì bà bác đó cũng sợ con trai mình sống cô đơn. Tuy nhiên, cuối cùng tôi phát hiện ra là bà bác ấy mê tôi, chứ con trai bác chưa mê. Cho nên tôi vẫn cô đơn. Cho nên tôi vẫn cô đơn. Chia sẻ về cuộc hôn nhân tan vỡ. Nếu nghệ sĩ tâm sự với truyền thông, nhiều việc xảy đến với tôi, tôi vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân sau hơn 20 năm, lại vừa đưa tiễn một người bạn thân ra đi mãi mãi. Có những thay đổi bất ngờ làm mình ngơ ngác.